đoạn 41, con có dùng lưỡi câu mà câu thủy quái hoặc dùng dây buộc chặt hàm nó lại. Con có xỏ dây thừng qua mũi nó, dùng móc soi thủng hàm nó được. Liệu nó có tha thiết van xin con, nói với con những lời ngọt ngào, hoặc xin lập giao ước với con, hứa phục vụ con trọn đời? Con có dám chơi với nó như với loài chim, cột nó lại cho các cô gái vui đùa? Dân đánh cá có tranh giành nhau vì nó, xả thịt nó bán cho bạn hàng cá. Con có thể đâm chĩa đầy da nó, phóng lao cắm đầy đầu nó. Nếu con thử đụng đến nó, con sẽ nhớ mãi trận chiến không dám tái phạm. Mọi hy vọng bắt được nó tiêu tan. Chỉ nhìn thấy nó, người ta đã ngã lăn ra đất. Không ai đủ gan dạ trêu chọc nó. Vậy ai dám đứng trước mặt ta? Ai cho ta trước điều chi mà ta phải trả lại? Vạn vật dưới cả bầu trời đều thuộc về ta. Ta sẽ không giữ im lặng về các chân nó, sức mạnh và cơ thể cân đối của nó. Ai dám lột áo choàng nó? Ai dám đâm thủng áo giáp kép của nó? Ai dám mở hàm nó đầy những răng đáng khiếp sợ? Lớp vảy trên lưng nó giống những hàng thuẫn san sát nhau, niêm phong chặt chẽ. Thuẫn này gắn liền thuẫn kia, đến nỗi làn gió cũng không lọt qua được. Chúng kết dính vào nhau, bám sát lấy nhau, không thể tách rời được. Nó nhảy mũi chớp lên tia sáng, mắt nó rực lên như rạng đông ló dạng. Lửa ngọn trào ra từ miệng nó, tia lửa văng ra tứ phía. Khói bốc ra từ mũi nó như một nồi đun nóng, sôi sùng sục. Hơi thở nó đốt cháy than, miệng nó phun ra lửa, cổ nó chứa sức mạnh. Mọi người kinh hoàng chạy tán loạn trước mặt nó. Các lớp thịt trên mình nó dính chặt vào nhau, săn cứng như kim khí đúc, không hề lay chuyển. Tim nó rắn chắc như đá, cứng như thớt dưới của cối xay. Khi nó trỗi dậy, ngay cả các thần cũng run rẩy. Chúng rũ người trốn chạy, gươm có đâm nó cũng không thủng, giáo, tên, lao cũng không thấm vào đâu. Nó coi sắc khác nào rơm rạ, đồng chẳng kém gì gỗ mục. Nó không bỏ chạy trước mũi tên, nỏ đá ném vào nó coi nhẹ như trấu. Nó coi dùi cui tựa như trấu, nó cười nhạo tiếng lao phóng veo veo. Bụng nó có vảy nhọn bén như miếng sành, để lại dấu sâu trên bùn lầy khi nó bò qua. Khác nào dấu đinh đóng vào tấm gỗ bò kéo trên sân đập lúa. Khi nó lội trong nước, vực sâu nổi sóng như nước sôi trong nồi, biển cả sôi động như dầu thơm nấu trong niêu. Nó bỏ lại phía sau một luồng bọt sáng chói, vực sâu trắng xóa tưởng chừng như mái tóc bạc phơ. Trên đất này không sinh vật nào sánh kịp nó. Nó là một tạo vật không hề biết sợ. Nó khinh dễ mọi thú vật kiêu căng. Nó là vua trên cả loài thú rừng.